Trải qua 50 năm đào tạo và 40 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành từ một cơ sở ban đầu chỉ là một khoa của trường đại học xây dựng tách ra, thì đến nay trường đại học kiến trúc Hà Nội đã trở thành một trung tâm đào tạo kỹ sư, kiến trúc sư hàng đầu của ngành xây dựng Việt Nam. Và cũng là một địa chỉ rất đáng tin cậy về nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ trong ngành xây dựng Việt Nam. Có thể nói những cái đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, rồi của học sinh, sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành xây dựng nói riêng và của đất nước nói chung. Nhiệm vụ của ngành xây dựng trong thời gian tới rất nặng nề. Chúng ta phải tập trung để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm xây dựng. Đó là những công trình xây dựng tạo nên cái hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của đất nước và góp phần quyết định cái sự tăng trưởng và phát triển của đất nước chúng ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Muốn vậy thì một cái yêu cầu hết sức quan trọng là phải tập trung để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng yêu cầu của ngành xây dựng. Điều đó đã đặt ra cho các cơ sở đào tạo nói chung, nhưng mà đặc biệt là trường đại học kiến trúc, cái nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trong thời gian tới thì trường đại học kiến trúc Hà Nội phải tập trung để nâng cao chất lượng dạy và học. Muốn vậy thì nhà trường phải thực hiện tốt nghị quyết Trung ương lần thứ 8 khóa 11 về giáo dục đào tạo. Trong đó phải tập trung để đổi mới nội dung, chương trình, rồi phương pháp giảng dạy. Phải đổi mới cả việc lựa chọn những cái ngành nghề để đào tạo. Làm thế nào để đáp ứng được yêu cầu của xã hội, đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong cái thời kỳ phát triển kinh tế thị trường hiện nay. Mặt khác ấy, thì nhà trường phải gắn cái việc đào tạo với nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ của khoa khoa học công nghệ để tạo ra nhiều những cái sản phẩm mới cho sự phát triển của ngành xây dựng chúng ta. Và nhân dịp này thì tôi thay mặt cho ban lãnh đạo của Bộ Xây dựng, ban cán sự đảng của Bộ Xây dựng xin gửi tới tất cả các đồng chí lãnh đạo, nhà trường, các thầy giáo, các cô giáo, đến học viên, sinh viên của nhà trường những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và chúc cho nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 45 năm xây dựng và trưởng thành để đưa trường kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội thực sự trở thành một cái cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có chất lượng không chỉ ở trong nước mà của cả khu vực.